Chàng trai lâu lắm rồi mới gặp. Tết chuẩn bị xa rồi. Thực ra thì năm nay thì Tết Dũng cũng chưa chuẩn bị gì nhiều. Cái đầu tiên là Dũng vẫn mong là mình được hát tới những ngày cuối cùng trước Tết. Thì hiện tại là đêm giao thừa thì Dũng sẽ diễn ở An Giang. Đối với người nghệ sĩ, Dũng nghĩ là cảm giác mà được hát với mọi người, được hòa trong không khí Tết, nó tuyệt vời hơn cả là chính mình tận hưởng cái Tết mỗi ngày. Nhưng mà trong những ngày Tết thì thường thì trong những ngày đầu thì Dũng sẽ không có nhận show nhiều, mà chủ yếu là gặp anh chị của mình, gặp cháu của mình. Đây là Tết bao nhiêu Tết rồi em mới đi diễn ở giao đêm giao thừa ở xa vậy? Thực ra năm nào thì Dũng cũng diễn giao thừa ở hầu như là ở tỉnh hết. Ít bao giờ mà giao thừa có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh. Có nhiều đêm nhớ là trên đường đi từ tỉnh về, từ diễn xong là về liền ngập tức. Thì trên đường cao tốc về là thấy pháo hoa bắn đúng lúc 12 giờ là bắn khắp mọi nơi 3-4 phía luôn. Lúc đấy cảm xúc như nào? Nó cũng rất là tương phản. Bởi vì là vừa mới hòa mình trong không khí rất là nhộn nhịp, xong thì đúng cái lúc giao thừa đó thì lại một mình trên xe cùng với anh tài xế hoặc là cùng với trợ lý thôi. Mà biết là từ xa là tất cả xung quanh mình mọi người đang rất là phấn khích với các đó. Thì nó cũng có một chút gì đó cô đơn. Hy vọng là phải chi mà mình được như mọi người cũng được tận hưởng cảm giác đó trong cái khoảnh khắc giao thừa. Bao nhiêu năm rồi Dũng nhỉ? Em hát từ 2009 giờ cũng 12 năm rồi. Tại vì hiện giờ thực ra anh cũng muốn hỏi, thực ra anh đã muốn hỏi em từ lâu rồi. Tại vì bây giờ đang có cái trend mà gọi là mang tiền về cho mẹ. Nhưng đến bây giờ anh em mình đều không có cơ hội đó. thì cái cảm xúc của em á, khi mà bây giờ khi mà thực ra những ngày qua người ta nói rất là nhiều về điều đó, thì cái cảm xúc của em về điều đấy như thế nào? Thực ra thì Dũng không có bất ngờ khi mọi người bắt đầu nói về điều đó. Dũng ngay từ không cần phải có cái trend đó, thì ngay từ nhỏ, từ khi mà Dũng chưa kiếm tiền được thì ra Dũng đã nghĩ đến chuyện là làm sao để có thể tiết kiệm tiền. Mang tiền về là một chuyện, nhưng mà không có hao phí tiền của mẹ mình cũng là một chuyện rất là quan trọng. Chuyện đó mình có thể làm từ khi mình còn rất là nhỏ. Và Dũng còn nhớ là hồi nhỏ là tiền mà má cho xài mặt á, Dũng đã để ra một phần để có thể mỗi lần cái dịp gì đó, ví dụ sinh nhật hay là Tết hay vậy đó, Dũng đều mua quà để tặng lại cho má của Dũng. Hoặc là khi học đại học chẳng hạn đi, thì Dũng nói là má ơi, má cho con mượn 700 ngàn đóng tiền học phí của học kỳ này, nhưng mà con hứa là cuối học kỳ con sẽ được học sinh sinh viên giỏi hoặc là xuất sắc, con sẽ trả lại má 1 triệu mấy. Thì những cái hành động nhỏ như vậy thôi, Dũng nghĩ rằng là cái chuyện mang tiền về cho mẹ, dĩ nhiên khi mình lớn thì mình bao bọc được, làm chăm sóc được cho ba mẹ của mình là chuyện rất là tốt. Nhưng mà dù chưa có thể thực sự kiếm được nhiều tiền thì mình vẫn có cách để thấy rằng là mình thực sự san sẻ, mình nghĩ đến san sẻ với mẹ mình. Nhưng mà đến bây giờ nếu như mà có cơ hội á để mang tiền về cho mẹ thì em sẽ mang cái gì về? Thực sự là má Dũng ngày xưa đó, thì có lẽ là cũng tâm lý của rất là nhiều người giai đoạn đó là mình làm đi rồi đến cái lúc mà mình về hưu đó, thì mình sẽ tận hưởng sau. Thì má Dũng thì không có được may mắn đến như vậy, tại vì má Dũng mất khi mà chưa đến 60 tuổi, có nghĩa là chưa có về hưu.
Thì nếu bây giờ mà Mai Dũng còn thì Dũng sẽ mong muốn nhất là được dẫn Mai Dũng đi du lịch khắp nơi, và cho má muốn ở đâu thì ở, muốn ăn cái gì thì ăn, muốn làm cái gì thì làm. Đó là cái sự hối tiếc của mình đúng không? Yeah. Em cách đây rất là nhiều năm đúng không, khi mà em bắt đầu với tách khỏi nhóm bè Cadillac á, thì em bắt đầu con đường solo của mình, thì em gần như em muốn phủ nhận cái việc mà em là một giảng viên đi hát. Nhưng mà sau đó thì cũng chính nhờ việc trở thành một giảng viên đi hát mà cái tên tuổi của Hồ Trung Dũng được mọi người yêu mến hơn, trân trọng hơn á. Thì thực ra bây giờ khi nghĩ lại, nhớ lại 10 năm, hơn 10 năm trước á, thì em thấy là cái quyết định đấy của mình như thế nào? Dũng vẫn không có hối tiếc với cái việc là ngày đó mình, nó chữ phủ định thì không đúng, tại vì thực sự không thể phủ định được, nó một phần con người của Dũng, và các anh chị phóng viên thì vẫn khai thác nhiều cái cạnh đó, và Dũng cảm thấy cũng rất là biết ơn khi mọi người đưa thông tin đến cho khán giả. Nhưng mà lúc đó thì Dũng muốn mọi người nhìn nhận mình là ca sĩ nhiều hơn, và nếu mà không biết Dũng là giảng viên cũng không sao. Yeah. Còn đến giờ phút này thì mọi người qua hơn 10 năm đi hát thì mọi người đã có một cái chân dung nó khá là đầy đủ về Hồ Trung Dũng. Hồ Trung Dũng là ai, hát dòng nhạc gì, làm những nghề nào, thích cái gì, mọi người biết hết rồi. Cho nên thông tin bây giờ thì Dũng nghĩ rằng là mình không có cần phải quá là che giấu cái gì đó, hoặc là ít nói về cái gì đó, có tùy mọi người. Tại vì sau này khi mà đi gặp một người anh trong nghề thì anh có nói rằng là Dũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Mỗi người khán giả đến với mình vì một cái khía cạnh nào đó của mình, không cần họ phải yêu tất cả mọi mặt của mình, nhưng mà chỉ cần họ yêu một mặt của mình và họ đến với mình vì khía cạnh đó thì đã là một điều hạnh phúc rồi. Và nhờ cái câu nói đó mà Dũng cảm thấy là bớt mặc cảm ở trong mặt kép là một anh chàng giảng viên đi hát hơn. Hòa thật ra cái thời điểm đó mọi người cũng so sánh với Hồ Trung Dũng với những cái người khác, chẳng hạn như anh Quang Dũng chẳng hạn á. Đến thời điểm này á, khi nhìn lại đấy, lúc đấy thì thực sự có lúc nào cảm thấy tức giận, có lúc nào cảm thấy tổn thương, có lúc nào chạnh lòng không? Không, Dũng là một cái người mà ít bao giờ so sánh mình với người khác. Dũng nghĩ rằng là mình may mắn ở điều đó, bởi vì sau này khi mà lớn hơn, được đọc nhiều hơn, được nghe mọi người nói nhiều hơn thì biết rằng là một trong những cái lý do mà con người chúng ta hay bị cảm thấy bất hạnh là mình so mình với người khác mà mình không nhìn vào mình có cái gì. Thì bản thân Dũng cũng hiểu rằng là thứ nhất, việc khán giả so sánh Dũng với lại anh Quang Dũng là một chuyện rất là bình thường, bởi vì hai anh em cùng một dòng nhạc, thậm chí là cùng tên Dũng nữa. Mà cũng như ngày xưa khi anh Quang Dũng mới đi hát thì anh cũng bị so sánh với lại chú Tuấn Ngọc. Thì khi mà được so sánh một người đã thành công rồi thì điều đó cũng không phải là gì mình cảm thấy là phải xấu hổ cả. Và đồng thời mình cũng biết là mình khác ở chỗ nào, và nếu mình ý thức được chuyện đó thì ai có muốn so sánh gì thì mình cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Sau 10 năm, hơn 10 năm đi hát thì có vẻ là Hồ Trung Dũng trẻ hơn, nhuận sắc hơn, nam thần hơn. Thời gian vừa qua thì chắc phải nhờ mặt tốt duy nhất của cái việc lockdown bị nhốt ở nhà, đó là được giảm cân. Là tại vì đa số mọi người thì ở nhà ăn rồi lên cân, nhưng mà Trung Dũng chắc là tại vì nấu ăn dễ quá, không có ai nấu ăn dùm, tự nấu ăn rồi cứ cảm thấy chán mình ấy, cho nên là bớt ăn lại, vì thế là giảm cân. Đó là cái mặt cũng là hay của lockdown này. Bây giờ U40 rồi thì có cảm thấy cô đơn khi mà sống một mình vậy không? Dũng chưa bao giờ nói sống một mình. rồi thôi chứ Dũng cũng như bao nhiêu người khác, có nghĩa là cũng có những giai đoạn mình có người bên cạnh mình, rồi cũng có những giai đoạn mình cảm thấy cô đơn. Thì khi mọi người nhắc đến chữ U40 á, thì mọi người cảm thấy nó là một cái điều gì đó xấu, nhưng mà thực sự điều này là Dũng cảm thấy bên trong mình á, Dũng thấy cái tuổi người đàn ông ở cái tuổi U40 nó rất là đẹp. Bởi vì bây giờ mình cảm thấy mình tự tin hơn ngày xưa rất là nhiều, vì mình cũng đạt được nhiều điều hơn ngày xưa, nhưng đồng thời là mình cũng tự tin về chính con người của mình nhiều hơn, và vì thế mình đứng một cách vững chãi hơn. Đồng thời mình cũng chưa có phải là quá già để có thể không làm được những điều mình muốn làm đó, cho nên cảm giác U40 rất là ok. Tuy nhiên đôi khi mình đứng trước gương thì mình vẫn tự nghĩ là trong tâm hồn của mình đó, mình vẫn cảm giác mình là U30, mà bây giờ cái tuổi trên giấy tờ là U40, rồi một ngày nào đó ngoại hình nó cũng sẽ đi theo, lúc đó mình sẽ như thế nào nhỉ? Nếu mà cái sự tương phản giữa cảm giác bên trong tâm hồn của mình và cái ngoài của mình nó khác biệt quá thì sẽ như thế nào? Nhưng mà thôi, giờ cố gắng là
tận hưởng được lúc nào hay lúc đó. Thực ra sau một thập kỷ đi hát và nổi tiếng á, thì thực ra thì Dũng nhận thấy mình được gì, mất gì, trải những trải nghiệm. Thực sự nói là mất thì Dũng không nghĩ là mất nhiều, thực sự là như vậy. Bởi vì những gì mà quý trọng đối với Dũng thì từ xưa đến ngày đến bây giờ thì Dũng chưa bao giờ để cái công việc ca hát nó đẩy mình đi khỏi những con người đó, những cái điều quan trọng đó của mình. Còn được thì chắc chắn là rất là nhiều, được sự yêu thương khán giả, được là làm cái mình thực sự thích. Dù là trên con đường đó thì sẽ có những người là bàn ra bàn vào rồi cũng nói là nên đi thế này, nên thế kia. Nhưng mà cuối cùng thì Dũng vẫn chọn là mình làm cái mình thích. Và Dũng nghĩ rằng là điều đó dĩ nhiên nó mang lại cho mình cũng những cái căng thẳng, cũng những cái lo âu trong suốt 10 năm đó. Nhưng mà khi được là chính mình, Dũng nghĩ là điều quan trọng nhất. Anh biết là em cũng có cháu và rất là yêu quý cháu của mình á. Thời gian vừa qua thì xã hội đang đến tận bây giờ luôn, mọi người cũng đang phẫn nộ lên án cái câu chuyện của bé gái 8 tuổi bị bạo hành á. Thì khi mà em tiếp nhận những cái thông tin đầu tiên về cái câu chuyện đó thì cảm xúc của em như thế nào? Thực sự là Dũng cảm thấy rất là buồn, rất là đau lòng. Phải cố gắng là không có ngồi hình dung là cái cảm giác của cháu trong suốt cái thời gian nó như thế nào. Bởi vì một đứa bé mới 8 tuổi hoàn toàn không có một cái khả năng gì có thể tự vệ, bị bạo hành bởi người mà mình sống hàng ngày, bị phản bội bởi cái người mà lẽ ra phải bảo vệ mình. Người cha không những không bảo vệ con mà còn tiếp tay, đã từng nhiều lần chứng kiến bé bị đánh, bị bạo hành. Rồi sau đó khi mà khoảnh khắc bé qua đời, người cha còn ngồi đó tận tay để mà xóa những cái footage, những cái video đó, thì thật sự là Dũng cảm giác, thực sự lúc đó là cảm giác là nước mắt không muốn trào lên, không biết làm thế nào nữa hết. Và Dũng nghĩ rằng là xã hội chúng ta phải gọi là mạnh mẽ hơn trong cái việc bảo vệ quyền của trẻ em. Thà là khi mà thấy bất cứ một cái điều gì đó mà mình chưa có thể nghi ngờ đến cái việc là một đứa trẻ bị bạo hành, không được bảo vệ, thì chúng ta cần phải lên tiếng. Nhưng như vậy, đôi khi chúng ta quá tập trung vào cái cuộc sống của chính mình mà quên để ý đến những người xung quanh. Dũng nghĩ là về mặt luật pháp, về mặt xã hội, về con người với nhau, chúng ta đều phải nâng một cái tầm cảnh giác, một cái tầm bảo vệ cao hơn. Ở tuổi này thì Dũng đã nghĩ đến chuyện có con chưa? Thực sự là cái ý nghĩ có con thì từ xưa đến giờ Dũng đã nhiều lần nghĩ đến. Nhưng mà có lẽ là Dũng sẽ lựa chọn không có con. Cái gì vừa nói gì? Dũng sẽ lựa chọn là không có con. Ủa? Nhưng mà ví dụ như là Dũng có nghĩ đến cái việc mà con nuôi không? Nếu mà có con thì có lẽ là Dũng sẽ lựa chọn là có con nuôi. Đó là một cái điều Dũng có nghĩ đến. Thực ra có rất là nhiều lý do để mà ngồi nói có thể tóm tắt trong cuộc nói chuyện ngắn gọn này thì hơi khó. Nhưng mà Dũng nghĩ đối với Dũng, khi có một đứa con, nó không phải là như mọi người hay nói đó là có đứa con để sau này có thể về già, có người bên cạnh mình hay là có người chăm sóc cho mình. Cái Dũng nghĩ đến là mình có được bao nhiêu trách nhiệm cho đứa con đó, có bao nhiêu thời gian mình có thể là một người cha tốt đến cỡ như thế nào, và mình có thể đảm bảo được đứa con của mình nó có thể lớn lên trong một cái môi trường ngoài vật chất ra, về tâm lý nó cũng phải hoàn toàn là lành mạnh hay không. Thì nếu mà được cảm giác đó thì Dũng mới dám nghĩ đến chuyện là có con. Thực ra mẹ thì không còn nữa, nhưng mà các anh chị lớn, Dũng là con út á, thì có bị các anh chị lớn thúc giục về cái chuyện là lập gia đình các thứ không, về cái, và có tranh luận với Dũng về cái việc mà có con hay không có con không? Không, gia đình của Dũng thì rất là tôn trọng Dũng trong cái câu chuyện đó. Chủ yếu là mọi người chỉ muốn Dũng hạnh phúc. Và lập gia đình thì bây giờ Dũng nghĩ rằng là mọi người đều hiểu đó chỉ là một cái thủ tục mà thôi. Với Dũng cũng là như vậy. Dũng chưa bao giờ nói là Dũng một mình cả. Lập gia đình là một câu chuyện khác hoàn toàn. Nhưng mà gia đình của Dũng thì luôn luôn là yêu cầu là điều duy nhất thôi. Khi mà Dũng nghiêm túc với ai thì mọi người muốn được gặp người đó để yên tâm rằng là Dũng đang có một người thực sự là yêu thương mình, một người tốt ở bên cạnh mình.
tự nhận là mình là người nấu ăn dở thì cuộc sống mà khi mà có người thứ hai bên cạnh thì thì người đó phải chấp nhận Dũng thích nấu ăn và Dũng hoàn toàn sẵn sàng nấu ăn cho người khác ăn với một điều kiện cấm chê. Cấm chê miễn không chê là Dũng sẵn sàng làm hết, không sao hết. Nói vậy thôi chứ thực ra là nấu cũng ăn được, nấu cũng ăn được. Nhưng mà bị cái tính nghệ sĩ ở cái chỗ là không có theo một cái công thức gì cả. Dũng thích là đi ra ngoài chợ nhìn thấy cái gì đẹp là sẽ mua về, rồi xong mới nhìn coi là bây giờ mình có một đống rồi nè, mình sẽ làm cái gì. Cho nên cái kinh nghiệm thì giúp mình làm cái thất bại thấp hơn, nhưng mà vẫn có những phần trăm thất bại nhất định ở trong đó, và Dũng cần cái sự thông cảm và chia sẻ của người kế bên. Có bao giờ rơi vào tình trạng giờ khóc giờ cười không? Đã có những món ăn mà nó không có liên quan gì cả, giống như ngày hôm qua thì Dũng vừa mới mua muốn ăn khỏe mà, cho nên là mua bánh hỏi, gạo lứt khô về, và do hấp quá tay cho nên là cuối cùng nó trở thành là bún gạo mà nó mềm, nó nát rồi. Đó, những cái tai nạn rất là hàng ngày thôi. Nhưng mà Dũng nghĩ rằng là nếu mà mình chịu khó vào nấu ăn, nhất là một người đàn ông thì mình đã mang lại cái niềm hạnh phúc lớn cho người bên cạnh của mình, cái sự chia sẻ giống như lúc nãy đó, về chuyện mà mang tiền về cho mẹ cũng như vậy. Giống như trong đời của này chủ yếu là chúng ta chủ yếu là mình thể hiện là mình thực sự nghĩ đến người khác thì nó quan trọng hơn cả mình làm cái gì. Năm 2021 ngoài dịch bệnh á, thì do các sự ảnh hưởng gọi là của những cặp đôi trong mùa dịch á, có rất là nhiều cặp đã phải chia tay. Bản thân Dũng kia mà trái mắt là một mình trong thời gian đó. Cho nên là không có chia tay gì cả. Là sau dịch ở chung đúng không? Dũng có nghe những câu chuyện đó và Dũng hoàn toàn hiểu. Thật sự là một cái giai đoạn mà có lẽ là trong đời chúng ta không bao giờ nghĩ mà chúng ta sẽ phải trải qua ở trong nhà suốt mấy tháng trời, không thể bước ra ngoài. Yêu nhau cỡ nào thì cũng không bao giờ tưởng tượng là mình sẽ ở chặt bên nhau 24/24 trong suốt nhiều tháng. Cho nên là tính khí mỗi người nó cũng sẽ khác đúng không, và thông qua đó thì mình mới học được là cái sự thông cảm cho nhau rất là quan trọng. Rồi năm 2022 sắp tới thì Dũng có kế hoạch gì không? Năm 2022 thì Dũng đang thực hiện cái mùa thứ ba của The Songbook, và sau đó thì sẽ có một cái CD special edition để tổng kết lại 3 mùa của The Songbook. Cũng như là trong thời gian lockdown đó, thì Dũng cũng có thời giờ để có thể ngồi xuống viết nhạc nhiều hơn. Vì thế mà hy vọng là trong thời gian không quá lâu Dũng sẽ có thể hoàn thành cái dự án những ca khúc do chính mình viết. Nói thử cho một cái câu nào tâm đắc trong trong những sản phẩm mùa dịch tiết lộ cho riêng anh. Thực sự mà nói thì phải là anh làm anh thất vọng, bởi vì viết nhạc rất nhiều nhưng không viết được lời. Là bởi vì sao? Bởi vì không có cảm hứng, không có cái tác động từ bên ngoài vào để mình có thể có chất liệu để viết. Cho nên nhạc ngồi ở nhà yên tĩnh thì viết được được cái điệu. Nhưng mà cần phải bước ra ngoài nhiều để bắt đầu tìm được chất liệu để viết lời. Thì lúc đó là khi nào gần lúc đó đi thì em sẽ chia sẻ với anh nhiều hơn. Rồi năm 2022, Tết sắp tới rồi thì Dũng có điều gì chúc đến khán giả này? Dĩ nhiên là trong mùa dịch thì cái đầu tiên mà chúng ta cần chúc nhau đó là ai cũng an toàn, ai cũng khỏe mạnh. Và ngoài cái sức khỏe về thể chất thì Dũng cũng mong rằng là mọi người hãy giữ cái sự lạc quan của mình, cái niềm tin rằng là cái 2 năm vừa qua của chúng ta nó làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn, để mà trong năm 2022 và 2023 mình sẽ có thể tăng tốc gấp đôi, gấp ba, để không những là làm bù lại những gì mình phải tạm thời gác qua một bên, mà thậm chí là còn làm tốt hơn, làm đẹp hơn, làm hay hơn. Cảm ơn em nhiều.